Xin kính chào quý vị khán giả của bản tin 113 Online. Thưa quý vị, tại hội nghị thông báo kết quả cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực diễn ra vào chiều qua tại Hà Nội, đại diện Ban Nội chính Trung ương cho biết, từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng đã vận động truy bắt được 9 người liên quan trong các vụ án tham nhũng tiêu cực bỏ trốn ra nước ngoài. Thời gian qua đã có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, nhịp nhàng, bài bản của các cơ quan trong các khâu kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực, nhất là trong kiểm tra, điều tra, xử lý các vi phạm liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An, Công ty AIC, Dự án Sài Gòn, Đại Ninh, Lâm Đồng. Trong đó, chỉ tính riêng các vụ án liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An, đến nay Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã hoàn thành 5 trên 8 cuộc kiểm tra và chỉ đạo 13 địa phương ra soát, kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, thi hành kỷ luật 58 tổ chức đảng, 86 đảng viên, trong đó có 17 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. Về xử lý hình sự, đến nay đã khởi tố 44 bị can, trong đó có 10 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Riêng vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn đã khởi tố 8 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, trong đó có 4 bí thư, nguyên bí thư, 3 chủ tịch, nguyên chủ tịch. Tại hội nghị, đại diện Bộ Công an cũng kêu gọi bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch công ty AIC và đối tượng khác sớm đầu thú. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Đức Bảy, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, nguyên phó giám đốc Ngân hàng Việt Á, chi nhánh Hội An, để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2014 đến năm 2016, Võ Đức Bảy là phó giám đốc Ngân hàng Việt Á chi nhánh Hội An đã vay mượn hơn 50 tỷ đồng của nhiều người. Khi không có khả năng chi trả, ông Bảy cùng vợ bán căn nhà tại thành phố Đà Nẵng và bỏ trốn khỏi địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã phát hiện Võ Đức Bảy đang trốn tại tỉnh Bình Phước. Đây là khu vực hẻo lánh gần biên giới Campuchia. Qua đấu tranh, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vụ việc đang được điều tra làm rõ. Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa mở phiên tòa xét xử vụ án mua bán vận chuyển trái phép hơn 6,8 kg ma túy đối với hai bị cáo là Vũ Minh Phúc và Trần Văn Tuấn, cùng chú tỉnh Đồng Nai. Theo cáo trạng, vào tháng 5 năm 2023, Trần Đức Minh, chú tỉnh Bình Dương, liên lạc với Vũ Minh Phúc nhờ nhận số ma túy từ Hà Nội vận chuyển đến Bình Dương với tiền công là 15 triệu đồng. Ngày 26 tháng 5 năm 2023, khi Phúc vận chuyển trái phép hơn 6,8 kg ma túy từ thành phố Biên Hòa đến tỉnh Bình Dương cho Minh, thì bị công an tỉnh Đồng Nai phát hiện. Khi biết Phúc bị bắt, Tuấn liên lạc với Minh, xóa hết thông tin liên lạc để che giấu hành vi phạm tội. Ngoài ra, từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023, Phúc và Tuấn còn nhiều lần thực hiện hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Vũ Minh Phúc mức án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, 8 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, 7 năm tù tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tổng hợp hình phạt là tử hình. Trần Văn Tuấn bị tuyên phạt tổng cộng 12 năm tù về các tội tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và che giấu tội phạm. Riêng đối tượng Minh, cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh và xử lý sau. Vào tối ngày hôm qua, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an đã đồng loạt khám xét trụ sở chính của Công ty Cổ phần Vận tải Hùng Đạt tại phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế và văn phòng của công ty đóng tại số 79 Hoàng Diệu, phường Tây Lộc, thành phố Huế. Quá trình khám xét có sự tham gia của các cán bộ chiến sĩ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Bộ Công an và sự kiểm soát chặt chẽ. Sau một thời gian khám xét, nhiều thùng tài liệu đã được thu giữ, niêm phong và đưa lên các xe công vụ để đưa về cơ quan điều tra. Không chỉ khám xét tại tỉnh Thừa Thiên Huế, cùng ngày Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Bộ Công an cũng đã tổ chức khám xét một số địa điểm có liên quan ở tỉnh Bình Định, thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó có khám xét nhà của Nguyễn Hữu Lộc, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn khoáng sản Thành An tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Để biết, Công ty Cổ phần Vận tải Hùng Đạt hiện đang sở hữu hàng trăm xe tải vận chuyển các mặt hàng như than, clinker, khoáng sản, đất cát. Và việc khám xét tại trụ sở chính, văn phòng của Công ty Vận tải Hùng Đạt có liên quan đến một số vụ buôn lậu.
Với hành vi cưỡng đoạt tài sản, hai đối tượng Hoàng Công Trình và Đặng Hữu Biểu cùng chú huyện Krông Năng tỉnh Đắk Lắk đã bị Công an huyện Đô Lương tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự. Vào ngày 25 tháng 10, Công an huyện Đô Lương đã bắt quả tang hai đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức khi đang nhận 25 triệu đồng của một doanh nghiệp trên địa bàn. Theo điều tra, từ tháng 5 năm 2024, các đối tượng đã làm giả thẻ nhà báo để đi quay phim, chụp ảnh tại các doanh nghiệp nhằm đe dọa tống tiền. Tính đến khi bị bắt, các đối tượng đã cưỡng đoạt của 5 doanh nghiệp tại các huyện Đô Lương, Tân Kỳ, Anh Sơn của tỉnh Nghệ An hơn 57 triệu đồng, một điện thoại di động và hàng trăm triệu đồng của nhiều doanh nghiệp khác tại các tỉnh miền Trung. Thời gian qua, không chỉ giả mạo các trang cá nhân, nhiều đối tượng còn giả mạo các trang web của các tổ chức, cơ quan chức năng, thậm chí giả mạo của lực lượng chức năng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Ghi nhận sau đây của nhóm phóng viên thời sự. Giả danh sư thầy Thích Tuệ Hải ở chùa Long Hương, tỉnh Đồng Nai để bán thuốc chữa bệnh xương khớp. Nhóm đối tượng này đã bắt chước giọng nói và chuẩn bị những loại thuốc được chế tạo từ lá và thân nhiều loại cây như cây sung nước, xấu hổ, lá lốt, không có tác dụng chữa bệnh để giao bán trên mạng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm đã giao thành công hơn 1.400 đơn hàng với tổng trị giá khoảng 2,8 tỷ đồng. Lên tảng thì bọn em tư vấn cho khách hàng. Thì là mình cũng kiểu là mình chạy giả thầy. Thì thầy ở trong miền Nam thì mình cũng tư vấn là giả giọng theo miền Nam thôi chị. Thì để mình tạo lòng tin cho khách hàng và khách hàng sẽ mua sản phẩm của mình. Giá là 25.000 một hộp. Và chênh lệch là bọn em bán là 400.000 một hộp đến 500.000 một hộp. Không chỉ giả mạo cá nhân, các đối tượng còn giả danh cả cơ quan nhà nước. Như trang fanpage này, các đối tượng đã tự xưng công an một số đơn vị địa phương đăng tải bài viết để hỗ trợ các nạn nhân lấy lại tiền lừa đảo. Tuy nhiên, đây thực ra là một cái bẫy. Nếu người dùng không tỉnh táo, có thể bị lừa, chồng lừa. Trên thực tế thì tôi luôn khẳng định là cơ quan thông tin và bộ truyền thông hoặc là cơ quan tin mạng của chúng tôi, công nghệ cao của Bộ Công an thì hoàn toàn không có cái dịch vụ mà hỗ trợ người dân lấy lại tiền lừa đảo. Mà đây chúng tôi luôn cố gắng hết sức để làm sao để giúp đỡ và hỗ trợ người dân khi đã bị lừa đảo trực tuyến. Thì chúng tôi cũng cố gắng hỗ trợ hết sức trong mọi tình huống. Có thể lấy lại được tài chính cho người dân thì tốt, nhưng mà chúng tôi luôn khuyến cáo là khi mà dính vào các cái tình trạng lừa đảo trực tuyến thì việc lấy lại tài sản là vô cùng khó và không thể. Và hiện tại không có một cơ quan nhà nước nào mở ra cái dịch vụ mà hỗ trợ người dân lấy lại tiền cả. Mặc dù các cơ quan chức năng đã tăng cường công tác tuyên truyền cảnh báo hoạt động của tội phạm trên không gian mạng, nhưng vẫn có không ít các trường hợp nhẹ dạ cả tin, thiếu kiến thức để rồi lại tiếp tục trở thành nạn nhân của tội phạm sử dụng công nghệ cao. Chúng tôi thấy rằng là quá trình nghiên cứu ấy, thì các cái việc mà thành lập các cái trang web ở trên mạng xã hội thì gần như là rất là dễ dàng. Do vậy các cái đối tượng có thể sử dụng cái thủ đoạn này để có thể thực hiện theo các mục đích của đối tượng, có thể thành lập các cái trang web hoặc là những cái trang cá nhân. Bởi vì cái mạng xã hội hiện nay thì đây là một cái nhu cầu thiết yếu của quần chúng nhân dân và tất cả mọi người đều có thể sử dụng mạng xã hội. Nhưng chúng ta nên có một cái hình thức để có thể lựa chọn những cái thông tin và chúng ta chọn lọc những cái thông tin để có thể tiến hành tiếp cận. Để góp phần hạn chế được vấn nạn trên, điều quan trọng là mọi người dân cần phải nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động kiểm tra, tìm hiểu kỹ các thông tin, tuyệt đối không cung cấp dữ liệu cá nhân cho bất cứ ai, thông qua bất kỳ hình thức nào, bởi việc lộ lọt thông tin sẽ dẫn đến nhiều hậu quả đáng lo ngại. Trong trường hợp gặp phải tình huống nghi ngờ lừa đảo, cần liên hệ với cơ quan công an nơi gần nhất để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời. Sau một thời gian dài truy xét, đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã truy bắt thành công một đối tượng trú tại tỉnh Cà Mau. Với hành vi mạo danh, đối tượng đã giả là đại lý bán sữa để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người mua hàng trên khắp cả nước. Đối tượng tên là Lý Hạnh Nhân, trú tại thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Từ tháng 7 đến nay, Nhân đã dùng tài khoản mạng xã hội đăng tải tin bài bán các loại sữa Ensure, Enfamin, Crush Baby, mì tôm xúc xích với giá rẻ hơn rất nhiều so với thị trường. Sau khi người mua đồng ý chuyển khoản để mua hàng thành công, thì đối tượng cắt mọi liên lạc. Tại cơ quan công an, đối tượng Nhân thừa nhận do thiếu nợ, lại có sẵn kinh nghiệm trong buôn bán kinh doanh, nên Nhân đã đưa ra thông tin gian dối để các bị hại tin tưởng và chuyển tiền. Đến thời điểm hiện tại, Nhân đã chiếm đoạt khoảng 200 triệu đồng của nhiều bị hại trên cả nước. Mặc dù thủ đoạn không mới, nhưng chính sự sơ hở của người dân trong việc bảo vệ tài sản đã vô tình tạo kẽ hở cho tội phạm trộm cắp hoạt động.
Trước tình hình đó, Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đã chủ động tập trung đấu tranh với loại tội phạm này, đồng thời cảnh báo đến người dân cần nâng cao cảnh giác và có trách nhiệm tự bảo vệ tài sản của mình. Mới đây, đối tượng Đỗ Tiến Phát, 24 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai, khi đi ngang một tiệm thuốc thú y ở ấp Thái Hòa, xã Phú Túc, huyện Định Quán, phát hiện không có người trông coi nên đã đột nhập vào trộm nhiều tài sản, gồm thiết bị y tế, trang sức, điện thoại, trị giá trên 100 triệu đồng. Sau khi trộm xong, đối tượng đã mang các thiết bị y tế trộm được đến quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh để bán cho một công ty, thì bị Công an huyện Định Quán phối hợp với Công an phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh bắt được cùng tang vật. Đi tới ấp Cầu Chén thì thấy tiệm thú y Thân Hương không người trông coi, bật ổ khóa. Tôi tìm cách tôi mở ổ khóa, đột nhập vô trong lấy đồ. Lấy đồ dùng ba cái máy bên thú y với lại 3 triệu tiền mặt, một laptop, một điện thoại, một dây chuyền vàng. Tài sản trộm được mang đi đâu? Tài sản trộm được tôi mang ra núi Cúi, chất giấu khu không có người trông coi. Thời gian qua, ngoài đối tượng Đỗ Tiến Phát vừa bị bắt giữ, Công an huyện Định Quán cũng liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp. Đặc biệt mới đây, đối tượng Hà Triều Trúc, 34 tuổi, trú tại xã Phú Túc, huyện Định Quán đã trộm cắp tài sản tại công trình công xây dựng. Tại cơ quan công an, đối tượng Trúc khai nhận khi đi ngang một công trình xây dựng ở ấp Đức Thắng, phát hiện không có người trông coi nên lẻn vào trộm một máy biến thế hàn trị giá 5 triệu đồng rồi nhanh chân tẩu thoát, nhưng đã bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ. Chuyển xe ngang công trình ngay chỗ bên xã Túc Trưng, công trình làm cầu đường thì tôi thấy không có ai. Và tôi có chạy xe vô để và thấy một cái máy hàn để ở bên ngoài cái chỗ ở của công nhân. Thì tôi có khiêng máy hàn lên xe và chở đi xuống dưới tiệm da chai và gửi ở đó. Chưa kịp bán thì quay lại tôi đi về và bị công an bên xã Túc Trưng qua bắt. Theo báo cáo của Công an huyện Định Quán, từ đầu năm 2024 đến nay, đơn vị đã điều tra làm rõ 75 vụ phạm pháp hình sự, bắt 114 đối tượng, trong đó tội phạm trộm cắp điều tra làm rõ 23 vụ, bắt 27 đối tượng. Qua điều tra, đơn vị đã ra quyết định khởi tố 21 vụ, 24 bị can. Số còn lại đang điều tra xử lý sau. Đội cảnh sát hình sự kinh tế ma túy là thường xuyên tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phối hợp giữa công khai và nghiệp vụ, là chọn những địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự để tuần tra kiểm soát vào những cái khung giờ mà không phải là cố định, tăng cường công tác điều tra cơ bản, là tiến hành gọi hỏi răn đe đối với các đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật để có biện pháp quản lý, phối hợp với các đội nghiệp vụ và công an xã thị trấn là cương quyết là đấu tranh triệt phá đối với các loại tội phạm. Để công tác đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm này, bên cạnh vai trò, nhiệm vụ của lực lượng công an là chủ công, nòng cốt, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của các xã, thị trấn cũng cần nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình. Thường xuyên tuần tra kiểm soát để hạn chế thấp nhất tình trạng trộm cắp tài sản. Đặc biệt các cơ quan đơn vị, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đẩy lùi tội phạm trộm cắp tài sản. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với Công an thành phố Biên Hòa triệt phá một tụ điểm chứa mại dâm tại phường Thống Nhất. Qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phối hợp đã phát hiện bắt quả tang hai đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại một khách sạn trên địa bàn phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa. Làm việc với cơ quan công an, chủ khách sạn đã khai nhận để tăng doanh thu, đối tượng này đã cho gái mại dâm hoạt động. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Tiếp tục với thông tin về hậu quả của mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 6. Tính đến ngày hôm qua 30 tháng 10, tỉnh Quảng Bình đã ghi nhận 5 người chết do mưa lũ cùng nhiều thiệt hại về tài sản. Trong 5 người chết thì có 3 người ở huyện Lệ Thủy, 1 người ở huyện Quảng Ninh và 1 người ở thành phố Đồng Hới. Hơn 32.800 ngôi nhà đã bị ngập lụt, nặng nhất là huyện Lệ Thủy có hơn 19 ngôi nhà bị ngập chìm trong nước, huyện Quảng Ninh có hơn 12.000 ngôi nhà. Đến ngày 30 tháng 10 có hơn 1.200 hộ sơ tán đã trở về nhà, tuy nhiên toàn tỉnh vẫn còn 9.100 hộ ở huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh đang tá túc
đang tá túc tại nhà hàng xóm và nhà văn hóa. Mưa lũ và nước ngập kéo dài trong nhiều ngày cũng gây thiệt hại nặng nề về kinh tế, xã hội, trong đó có nông nghiệp. Đã có gần 400 hecta hoa màu, rau màu, diện tích trồng cây lâu năm bị hư hỏng, hơn 43.000 con gia cầm, gần 240 con gia súc bị chết, cuốn trôi, gần 400 hecta diện tích nuôi cá, tôm cũng chịu ảnh hưởng. 5 tàu cá của ngư dân tại thành phố Đồng Hới và huyện Bố Trạch bị sóng đánh chìm. Cùng với đó, 81 điểm trường trên toàn tỉnh bị ngập nước, nhiều cơ sở y tế cũng ngập sâu từ 1 đến 3 mét. Ngoài ra, hệ thống hạ tầng cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng với các tuyến đường giao thông ngầm tràn bị sạt lở. Trong khi miền Trung chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ, thì cháy rừng lại liên tiếp xảy ra trong những ngày vừa qua tại các địa phương của thành phố Hải Phòng. Đặc biệt, sau bão Yagi, việc hàng nghìn hecta rừng có cây gãy đổ, lá rụng đúng vào mùa hanh khô khiến nguy cơ cháy rừng càng tăng cao. Việc chủ động các biện pháp cấp bách để phòng chống cháy rừng đang được các địa phương tích cực triển khai. Sau bão Yagi, một diện tích lớn rừng trên địa bàn thành phố Hải Phòng có cây gãy đổ như thế này, tạo nên lớp thảm khô, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao. Các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy cháy được xác định, khoanh vùng, bố trí các nguồn lực, bảo đảm ngăn chặn và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Lực lượng thường trực 24/24 giờ kiểm soát chặt chẽ người vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao. Việc phát dọn thực bì, tạo đường băng cản lửa cũng được duy trì. Do là cái địa hình nó lên rất hiểm trở và rất cao. Thế chính vì vậy mà nếu như có nguồn lửa phát ở trên đó thì là cái nguy cơ cháy rừng cũng rất lớn. Chính vì vậy mà lực lượng kiểm lâm cũng đã là tham mưu cho thành phố chỉ đạo các cấp chính quyền địa phương này, đặc biệt hết sức chú trọng vào những cái khu vực đồi núi cao mà có cái hiện tượng cây gãy đổ nhiều đó, phải dọn dẹp ngay ở trên đấy, tránh cái trường hợp mà tập trung với quá nhiều cái nguồn nguyên liệu cháy ở đó, khi có cháy xảy ra thì ứng cứu rất chi là khó. Tuy nhiên, những ngày qua thời tiết hanh khô kéo dài, cháy rừng lại xảy ra tại khu vực rừng trồng đồi núi. Nguyên nhân chủ yếu từ sự bất cẩn của một số người dân khi sử dụng lửa trong rừng và ven rừng. Công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do địa hình đồi núi hiểm trở, nhiều điểm cháy rừng ở sâu bên trong, khả năng tiếp cận hiện trường bị hạn chế, nguồn nước phục vụ chữa cháy không đủ để đáp ứng. Những khó khăn này đang được chính quyền các địa phương bàn giải pháp tháo gỡ để nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Hiện nay thì do sau bão, các cây cối đổ, cành cây gỗ khô, quá trình chữa cháy thì những cái chất liệu là gỗ nên là cháy tạo ra rất nhiều những khói và những cái than lửa hồng. Quá trình dập tắt đám cháy và hết tàn lửa thì mất rất nhiều thời gian và rất nhiều công sức của các cái lực lượng tham gia. Các cái đơn vị quản lý rừng, đặc biệt là Ủy ban Nhân dân cấp xã, rồi là kiểm lâm, phòng nông nghiệp, trong công tác thực hiện các cái biện pháp và giải pháp về phòng cháy rừng, rồi là đặc biệt là những cái khu vực có liêm yết những cái biển cấm, rồi là những cảnh báo, để làm sao mà thường xuyên phải rõ nét để đảm bảo cho công tác hướng dẫn và tuyên truyền cho tới mọi tầng lớp nhân dân và những người mà thường xuyên tham gia sinh sống cũng như là sinh hoạt ven rừng để biết và thực hiện. Khi cần, khi xảy ra cháy, các lực lượng đều vào cuộc ngay, tức thời. Thậm chí có những vụ cháy rừng mà chúng tôi phải chỉ đạo xuyên đêm để xử lý và ngăn chặn không cho đám cháy lan rộng để giảm thiệt hại về rừng. Hiện nay thì Ủy ban dân huyện thì đã tiếp nhận được cái đề xuất của công an huyện và phòng nông nghiệp phát triển nông thôn là đề xuất là tạo các cái đường băng để chống cháy lan và thứ hai là tạo các cái nguồn nước để mà xử lý kịp thời khi có cháy xảy ra. Hiện nay chúng tôi đang triển khai cái nhiệm vụ này và tới đây sẽ chỉ đạo đối với tất cả các xã có rừng sẽ xây dựng một cái đề án này và chúng tôi sẽ triển khai để khi mà có các cái hệ thống đường băng cũng như hệ thống cấp nước ở trên rừng thì nó sẽ giảm thiểu được cái thiệt hại. Những buổi hướng dẫn phương án chữa cháy rừng huy động nhiều lực lượng như thế này đang được chính quyền cơ sở tổ chức thường xuyên. Để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, huy động lực lượng, nhìn rõ những hạn chế trong công tác chữa cháy rừng để có phương án triển khai phù hợp với tình hình thực tế. Các xã, phường có rừng đều thành lập tổ xung kích tham gia chữa cháy. Điểm chữa cháy công cộng rừng cũng đang được nhân rộng trên địa bàn. Các lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm những đối tượng cố tình vi phạm các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy rừng. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn,
Công an huyện Dầu Tiếng của tỉnh Bình Dương đã ra quyết định truy nã số 05 ngày 22 tháng 4 năm 2022 đối với đối tượng Trần Thanh Hải, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Theo Điều 146 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 12 năm, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Còn về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và phải nhận quyết định truy nã số 01 ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Công an thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương là đối tượng Đặng Văn Nhiễu, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại ấp Thạnh Trung, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Theo Điều 145 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 15 năm, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, Công an thành phố Bến Cát của tỉnh Bình Dương đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng. Đối tượng Nguyễn Xuân Lộc, sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú tại xóm Trung Độ, xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Và đối tượng Nguyễn Chí Minh, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại ấp 1, xã Phú Hòa, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Theo Điều 260 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 1 năm đến 15 năm, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Dù với bất cứ tội danh nào thì tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an theo số máy đường dây nóng 0692345860 hoặc 0692321667 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Để đảm bảo an toàn, đó là điều quý vị cần hết sức chú ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.